Khoảng 200 người tham gia cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xây dựng, cải tạo trang bị khí tài quân sự trên các đảo thuộc Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam, tấn công và đâm chìm các tàu của Việt Nam trên Biển Đông. Đoàn người đã tiến hành biểu tình ôn hòa trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Tất cả người tham gia mang theo quốc kỳ, mặc đồng phục áo cờ đỏ sao vàng cùng nhiều băng rôn lớn. Chúng tôi tham gia cuộc biểu tình này, chúng tôi muốn gửi đến thông điệp, đến cộng đồng người Hàn Quốc cũng như là cộng đồng bạn bè quốc tế rằng người Việt Nam chúng tôi luôn yêu chuộng hòa bình, luôn muốn giải quyết mọi tranh chấp trên phương diện hòa bình. Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đã ra tuyên bố chung gửi đến Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc tại Hàn Quốc, nêu rõ. Hành động này của Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam, đe dọa an ninh hàng hải, hàng không và an ninh khu vực, vi phạm nguyên tắc giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông một cách hòa bình. Bản tuyên bố nêu rõ, đây là sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông DOC mà Trung Quốc là một bên tham gia ký kết. Trước đó, ngày 27 tháng 3, người Việt Nam tại Hàn Quốc cũng đã tổ chức một cuộc biểu tình tương tự tại thành phố Seoul. Chúng tôi hiểu rằng tiếng nói của chúng tôi không thể một sớm một chiều sẽ làm cho chính quyền Trung Quốc có những chuyển biến trên thực địa các rõ rệt. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức mình và cái tiếng nói của chúng tôi sẽ được tiếp tục thực hiện trong thời gian tới với nhiều lần hơn và kêu gọi được cộng đồng không chỉ người Việt ở Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế. Cũng tại sự kiện này, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đã cùng nhau có những đóng góp vật chất thiết thực vào quỹ vì chủ quyền biển đảo Việt Nam nhằm thực hiện những dự án có ý nghĩa thực tế, góp phần vào quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc một cách lâu dài.